Chương 15 Khu rừng cấm Không còn gì tồi tệ hơn được nữa, thì Filch giải hai đứa nhỏ xuống văn phòng của giáo sư McGonagall ở tầng 1. Ở đó chúng ngồi thu lưu chờ đợi và không nói với nhau một lời nào. Harmony run rẩy, còn trong đầu Harry thì đang lộn xộn, cố sáng tác ra những lý do hết sức xạo, những câu chuyện bịa đặt quan đường, những lời xin lỗi không tin được và cả những chứng cớ ngoại phạm vô lý, càng nghĩ thì càng đuối lý hơn. Lần này thì quả là Harry không thấy có chút ánh sáng nào le lói cuối con đường hầm tai dạ này. Hai đứa bị dồn vô chân tường rồi, sao mà chúng có thể ngu ngốc đến mức bỏ quên tấm áo tăng hình kia chứ? Kiếm đâu ra trên cõi đời này một lý do để cho giáo sư McGonagall chấp nhận được việc chúng nó trốn ngủ, lẻn đi lung tung trong trường lúc nửa đêm khuya khoắt, lại còn leo tuốt lên đỉnh tháp thiên văn cao nhất, một nơi thuộc khu vực hạn chế đi lại. Chỉ khi có lớp học mới được phép giao, không khéo để lộ ra chuyện nô no và tấm áo tàng hình thì chúng chỉ còn nước sớm cuốn gói ra khỏi trường. Harry tưởng đến nước này thì không còn gì bi đát hơn được, nhưng mà nó đã lầm. Khi giáo sư McGonagall xuất hiện thì lẹo đẻo theo bà là Neville. Vừa nhìn thấy Harry và Hermione là nó kêu lên. Harry, mình đang đi kiếm bồ để báo cho bồ biết. Mình có nghe Manfoy nói là nó sẽ đi bắt quả tang bồ. Nó nói bồ có một con. Harry lắc đầu lý lịa ra hiệu cho Neville ngậm miệng lại nhưng giáo sư McGonagall đã nhìn thấy. Bà quay lại nhìn bọn trẻ, bừng bừng như sắp thở ra lửa, trông còn khiếp hơn cả con rồng Norbert. Ta không thể tính được đứa nào trong bọn bay lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói hai đứa bay leo lên tháp thiên văn lúc một giờ khuya. Tự giải thích ta xem. Đó là lần đầu tiên Harmony không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cô bé nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng. Giáo sư McGonagall nói tiếp ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi, cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được. Hai đứa bay giải bời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Rackerman Foy nghe. cốt dụ nó ra khỏi giường để gặp rắc rối, và nó gặp rắc rối rồi. Ta đã tóm được nó, ta chắc cũng lại tụi bay dàn cảnh cho Neville nghe lắm được câu chuyện nhảm nhí của tụi bay, cho nó tin sái cổ chuyện này để tụi bay cười chứ gì. Harry bắt gặp ánh mắt Neville đang nhìn sửng sốt và tổn thương. Nó cố gắng dùng mắt nói với Neville là không đúng như vậy đâu. Tội nghiệp cậu bé Neville thật thà. Harry biết là Neville đã phải vất vả lắm để lần mò trong đêm tối tìm cho được bọn chúng mà cấp báo. Giáo sư McGonagall chỉ chiết, Kinh hoàng, bốn học sinh trốn ngủ trong một đêm. Trước giờ ta chưa từng thấy. Harmony, ta cứ tưởng con là đứa có ý thức nhất chứ. Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Greenfield hơn những trò nhảm nhí này chứ. Cả ba đứa sẽ bị cấm túc. Đúng, cả Neville nữa. Không ai có thể diện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này rất nguy hiểm. Gryffindor bị trừ 50 điểm. Harry há hốc mồm, 50 điểm? Phải, mỗi đứa bị trừ 50 điểm. Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằng và nhọn quắc của bà. Cầm như mất toi vị trí đầu bảng, bao nhiêu điểm nhờ thắng Quidditch mới có được giờ mất sạch. Thưa cô, xin cô, Thưa cô, cô không thể trừ. Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ tất cả bây giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ với học trò Grinfindor như lần này. 150 điểm mất toi. Grinfindor vậy là tụt xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng làm tiêu tan hết cái triển vọng Grinfindor đoạt được cúp nhà. Harry có cảm giác như gan ruột nó rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao mà tụi nó có thể dứt giác được điểm nào cho nhà Grinfindor nữa? suốt đêm đó Harry không tài nào ngủ được nó nằm nghe tiếng Neville thổn thức trên gối hồi lâu có vẻ như cả giờ đồng hồ Harry không thể nghĩ ra được điều gì để an ủi Neville nó biết Neville giờ chắc cũng như nó nghĩ đến mình minh mà hải hùng sáng mai tất cả các thành viên trong nhà Gryffindor sẽ phản ứng thế nào khi biết được những chuyện chúng đã làm buổi sáng hôm sau khi đi ngang qua những cái đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà Thoạt tiên, dân Greenfieldor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn chi đó. Làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết 150 điểm nội trong một đêm? Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền. Harry Potter, thằng Harry Potter nổi tiếng ấy vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy đã làm mất hết điểm của nhà Greenfieldor. Chính hắn cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất. Từ chỗ là một trong những học sinh nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trường Harry thoát cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn nó. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất cúp nhà. Chỗ nào Harry đi qua người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng che bai chỉ trích nó. Ngược lại, khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay quýt gió và quang hô. Cảm ơn nha Harry, tụi tao nhà mày, phèn này đó, chỉ có Ron vẫn luôn ở cạnh Harry. Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà, anh Fred và anh George từng làm cho nhà Grinfeldor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai nấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi. Nhưng mà hai nấy chưa bao giờ là mất 150 điểm ngay một lúc, đúng không? Harry khổ sở hỏi lại và Ron thừa nhận. Ờ, thì chưa. Có muốn sửa chữa lỗi lầm thì cũng trễ rồi, nhưng Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của nó nữa. Từ nay xin đủ với những trò lẫn lúc quanh quẩn và rình rập do thám. Nó cảm thấy xấu hổ về mình, đến nỗi quyết định tới gặp Wood để xin rút lui khỏi đội Quidditch. Wood nổi trận lôi đình. Rút lui hả? Thì được tích sự gì cơ chứ? Thử nghĩ coi, nếu không thắng trận Quidditch nào nữa thì liệu chúng ta có lấy lại được những điểm đã mất không? Nhưng ngay đến Quidditch, Harry cũng hết vui nổi. Cả đội chẳng thèm nói năng gì với Harry suốt buổi luyện tập. Mà mỗi khi có chuyện gì phải nhắc đến Harry, họ cũng không gọi nó bằng Harry như mọi khi nữa. Họ chỉ gọi nó là tầm thủ. Harmony và Neville đương nhiên cũng rất đau khổ. Hai đứa không đến nỗi điêu đứng như Harry bởi vì tụi nó không nổi tiếng lắm. Nhưng cũng chẳng có ai thèm nói chuyện với chúng. Harmony đã thôi trò chơi nổi trong lớp, giờ chỉ dám cúi đầu lặng lẽ học hành. Kỳ thi chẳng còn bao xa nữa và Harry lấy đó làm vui. Nhờ cầm cụi học hành mà nó quên được phần nào tấn bi kịch. Ba đứa, Harry, Ron và Harmony vẫn gắn bó với nhau, cùng thức khuya ôn bài, cố gắng nhớ những công thức pha chế các chất độc phức tạp, học thuộc lòng bùi chú và các lời nguyền. Nhớ kỹ ngày tháng xảy ra những khám phá pháp thuật và những cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh. Thế rồi còn chừng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi. Lòng bức tâm của Harry không dính mũi vô những chuyện không liên quan đến mình, bỗng nhiên bị thử thách gay go. Lúc ấy nó đang một mình đi từ thư viện vào phòng, chợt nghe có tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ một phòng học phía trước. Harry bước đến gần hơn và nhận ra đó là giọng của thầy Carell. "Không, không làm ơn đừng, đừng làm nữa." Nghe chi thể của ai đó đang dọa nạt thầy Carell, Harry bước tới gần hơn, nó nghe thầy Carell thổn thức Thôi được, thôi được. Một giây sau, thầy Carol lật đật đi ra khỏi phòng, tay sửa sang tấm khăn dành quấn trên đầu. Trông thầy xanh xao và có vẻ như sắp khóc bà đến nơi. Thầy vội vã đi khuất tầm mắt Harry. Có lẽ thầy đã không để ý tới nó. Đợi tiếng chân thầy Carol xa hẳn, Harry thò đầu vào phòng học. Phòng trống vắng, nhưng cánh cửa cuối phòng hé mở. Harry bước tới được nửa đường, sắp tới gần cánh cửa, thì sực nhớ ra cái quyết tâm không dí mũi vô chuyện của người khác nữa. Dù vậy, Harry vẫn dám cá 12 hòn đá phù thủy là thầy Snap vừa mới rời khỏi phòng qua ngã đó. Và căn cứ vào những gì nó vừa nghe thấy, thì hẳn là thầy Snap vừa đi vừa nhảy múa, bởi vì thầy Carell cuối cùng hình như đã chịu khuất phục. Harry trở lại thư viện, nơi Harmony còn đang khảo bài Ron môn thiên văn học. Harry kể cho hai bạn nghe chuyện mới xảy ra, rồi nói vậy là thầy snap sắp đạt được mục tiêu rồi nếu thầy Karel tiết lộ cho ổng cái cách giải những lời nguyền chống thế lực hắc ám Harmony nói nhưng vẫn còn con fluffy canh giữ mà ron ngước nhìn hàng ngàn quyển sách dây quanh mình biết đâu ông snap đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu mà không cần phải hỏi tới bác harris thế nào trong đây cũng có một cuốn sách nào đó chỉ cách chế ngự một con chó ba đầu vậy bây giờ mình phải làm gì đây harry máu phiêu lù lại trao dân làm ánh mắt Ron lóe sáng. Nhưng Hermione đã nhanh nhẩu trả lời. Đi thưa với thầy Dumbledore, đúng ra là tụi mình phải làm chuyện này từ lâu rồi. Bây giờ mà mấy đứa mình còn tự tiện làm gì nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay. Harry nói, nhưng mà tụi mình không có bằng chứng gì hết. Thầy Carell thì khiếp đảm quá rồi, không thể làm chứng cho tụi mình được. Thầy Snap chỉ cần nói là ổng không biết gì hết về chuyện con quỷ khổng lồ sống khỏi hầm ngục vào đêm lễ hội ma rồi ông nói là không hề lãng dạng ở tầng 3, thì lúc đó các bạn nghĩ xem, người ta sẽ tin thầy hay tin chúng ta? Chuyện chúng ta ghét thầy Snap ai cũng biết. Thầy Dumbledore sẽ nghĩ là chúng ta chỉ bịa ra chuyện đó để thầy Snap bị cho thôi việc. Thầy giám thị Field cũng không đời nào giúp chúng ta đâu, vì chuyện đó đâu có ích lợi gì cho thầy. Ông quá thân với thầy Snap, với lại càng có nhiều học trò bị đuổi thì thầy Field càng khoái, và đừng quên điều này nữa nha, chúng ta đúng ra đâu có được phép biết gì về hòn đá phù thủy hay bị con Fluffy, lại phải giải thích dài dòng lôi thôi thêm. Sự phân tích của Harry có vẻ thuyết phục được Hermione, nhưng Ron thì không. Nếu mình chỉ để ý thăm dò chung quanh đây thôi. Không, Harry dứt khoát, chúng ta xem vô chuyện này nhiều quá rồi. Nó kéo tấm bản đồ sau một về phía mình và bắt đầu học tên các mặt trăng của sau này. Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Harry, Hermione và Neville cùng nhận được thông báo giống nhau như sau. Cho sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay. Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh, giáo sư McGonagall. Harry quên bén lại ngoài chuyện làm mất điểm của nhà Gryffindor, tụi nó còn bị phạt cấm túc. Nó cứ đoán là Harmony sẽ phàn nàn thế là mất toi một buổi tối ôn bài, nhưng Harmony không nói một lời nào cả. Cũng giống như Harry, cô bé cảm thấy mình đáng bị phạt lắm. Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường với Neville. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó, có cả Manfoy nữa. Harry quên mất là Manfoy cũng bị phạt như tụi nó. Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói, Đi theo ta, Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ phải biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất. Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa, như trói tay các trò treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tối ấy, ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần thì có sẵn. Thôi chúng ta đi, này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi. Thầy dẫn bọn trẻ băng qua sân trường tối đen, Neville bị sổ mũi cứ khục khịch miết. Harry thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì, chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng quan hệ của thầy Fields là đủ biết. Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lò mọ trong bóng đêm, Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn tròi của lão Harry. Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa. Thầy đó hả thầy Filch? Mau lên, tôi muốn bắt đầu cho rồi. Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụi nó phải làm việc với lão Harry thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Dễ mừng đỡ của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt, nên thầy Filch nói. Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đầu ấy hử. Này, nghe cho kỹ nhóc à, các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hẳn mừng vui. Ta đố đấy. Nghe vậy, Neville rên lên một tiếng khe khẽ, còn Manfoy thì đứng chích lặng giữa đường. Vô rừng hả? Manfoy lặp lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi. Không thể vô rừng vào ban đêm được, có đủ thứ ở trong đó, tôi nghe nói, có người sói. Neville níu cánh tay áo của Harry nứt cục một cái. Thì Fields nói giọng đặt thắng rõ ràng. Đó là lỗi của các trò đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói? Lão Harris từ trong bóng tối tiến ra bước lại gần, theo chân là Phan, con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên dắt dẻo trên vai. Lão nói, Trẻ rồi, ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khỏe không Harry, Harmony? Thầy Filch lạnh lùng nhắc nhở, ta không nên quá thân mật với chúng anh Harris à, dù sao tụi nó cũng đang bị phạt. Lão Harris nhăn mặt với thầy giám thị Filch, có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, từ chỗ này trở đi là phần của tôi. Thầy Filch nói giọng độc địa sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng. Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm. Manfoy quay sang lão Harry. Tôi không đi vào khu rừng đó đâu. Harry rất khoái trá khi nghe trong giọng nói của nó có nỗi sợ hãi kinh hoàng. Lão Harry nói, nếu trò còn muốn tiếp tục học ở Hogwarts, thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó. Nhưng mà đây là công việc của đại tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay mấy chuyện tương tự như vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái việc này, ông ấy sẽ... Cho trò biết, Hogwarts là như vậy đó. Lão Harris lạnh lùng đáp, chép phạt, chép phạt thì ích lợi gì cho ai chứ. Trò phải chuộc tội bằng một việc gì hữu ích kia, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ là cha trò không muốn vậy mà muốn tha trò bị đuổi còn hơn phải theo ta đi làm, thì cứ việc quay trở lại lâu đài mà cuốn gói cho lẹ. Đi đi! Manfoy không nhúc nhích, nó nhìn lão Harris một cách cực kỳ tức tối, nhưng rồi vội cụp mắt xuống. Lão Harris nói, Vậy thì được rồi, nghe cho kỹ đây, bởi vì công việc của chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát lão dẫn bọn trẻ tới bìa rừng giơ cao ngọn đèn trong tay lão harris chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn hẹp và quanh co quốc sâu một lùm cây rậm đen hù bọn trẻ con căng mắt nhìn vào rừng sâu một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu lão harris bảo nhìn kia thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không cái loang loáng như bạc ấy đó là máu bạch kỳ mã trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng đây là lần thứ hai trong có một tuần hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp đó may ra giúp được nó thoát được số phận thê thảm như con kia manfoy hỏi lại không giấu được nỗi sợ hãi trong giọng nói nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao lão harris đáp nếu trò đi theo ta hay có con phan bên cạnh thì không có con vật nào trong rừng hại được trò và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi, bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có chết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ. Manfoy nhìn hàm răng trắng nhẫn nhọn quắc của Phan, nói nhanh. Tôi đi với Phan. Được thôi, nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Harry và Harmony sẽ đi theo một hướng, còn Manfoy, Neville và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm được con bạch kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút rửa thân ra mà thực tập đi. Ừ, như vậy đó. Còn nếu như ai mà bị tai nạn hay rắc rối thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp. Cẩn thận đó, đi thôi. Khu rừng đen thui và im ắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba nhóm lão Harry, Harry và Harmony quẹo trái, còn Manfoy, Neville và Fang thì đi theo con đường bên phải. Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, họ bước đi trong im lặng, thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một dũng máu xanh bạc trên đám lá mục. Harry nhận thấy lão Harry có vẻ lo lắng, nó hỏi, có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không? Lão Harry đáp, người sói không lẽ được như vậy, Đầu có dễ gì bắt được một con bạch kỳ mã chúng là những sinh vật đầy mãnh lực rất quyền bí trước đây ta chưa từng nghe đến vụ bạch kỳ mã bị sát hại như vậy bao giờ họ đi vòng qua một gốc cây phủ rêu harry nghe có tiếng nước chảy chắc là có một dòng suối gần đây dọc theo con đường quanh co thỉnh thoảng lại thấy những dấu máu bạch kỳ mã lão Harris hỏi nhỏ harmony cháu có sao không Đừng lo nó bị thương nặng như vậy Thì không đi xa đâu Chúng ta tìm ra nó ngay thôi Mà rồi có thể Ê tránh ra sau gốc cây Lão Harris vội túng lấy Harry và Harmony Lôi chúng núp vào sau một cây sồi cao ngất Lão rút ra một mũi tên Đặt vào cây cung dương cung lên sẵn sàng buông tên Cả ba lắng nghe động tĩnh Có cái gì đó đang trường lết Trên lá khô gần đó Nghe như tấm áo choàng dài quết trên mặt đất lão Harris giáo giác ngó suốt con đường mòn tối đen. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động liệm dần, xa dần. Lão Harris thì thầm. Ta biết có con gì đó ở đây, nhưng nó không được có mặt ở đây mới phải. Harry đoán. Người sói hả bác? Lão Harris bỗng nhiên đổ quậu. Không có người sói mà cũng chẳng có kỳ mã lân gì ráo. Thôi đi theo ta, bây giờ phải cẩn thận đó. Họ đi chậm lại, tai giọng lên, cố lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ tiếng động yếu ớt nào đột nhiên cả đám nghe thấy ở đằng trước rõ ràng có tiếng con gì đang cử động lão herrick hô to ai đó ra đi ta có vũ khí đấy và thế là trước mặt họ xuất hiện ngay một sinh vật không biết phải gọi là người hay là ngựa từ eo trở lên thì đó là một con người với râu tóc đỏ âu nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài màu đỏ thấm. Harry và Hermione cứ há hốc miệng mà ngó trân trân. Lão Harry thở phào. Thì ra chú mày, Ronan, khỏe không? Lão bước tới để bắt tay con nhân mã ấy. Ronan nói, chào bác Harry, bác tính bắn tôi sao? Giọng con nhân mã này nghe buồn sâu sắc. Lão Harry vỗ vỗ vào kia cùng nói, chú sao cũng phải cẩn thận chứ Ronan, đang có chuyện không ổn trong rừng mà. Nhưng tiện giới thiệu Đây là Harry Potter và Hermione Granger Học sinh của trường Và đây là Ronan Anh ấy là một nhân mã Hermione nói yếu ớt Cháu thấy rồi Ronan nói Chào Các em là học sinh à Chắc học được nhiều thứ ở trường lắm hả Ừm um, Harry ậm um, ừ Hermione thì bẽn lẽn đáp Một chút xíu thôi à Ronan thở dài Ngã đầu ra sâu Ngước nhìn lên bầu trời Một chút xíu Ừ, thế cũng được rồi. Đêm nay sao quả sáng quá. Lão Harris liếc mắt nhìn lên trời đáp. Ừ, nghe đây Ronan, ta mừng là gặp chú mày ở đây, bởi vì hình như trong rừng đang có một con bạch kỳ mã bị thương. Chú mày có thấy gì lạ không? Ronan không trả lời ngay, nó cứ ngước nhìn trời không chớp mắt, rồi lại thở dài. Sau cùng nó mới nói. Những kẻ ngây thơ luôn luôn là những nạn nhân đầu tiên. Đời vẫn thế, trải qua bao nhiêu thời đại rồi, và bây giờ vẫn thế. Lão Harris nói, Ừ, nhưng mà chúng mày có thấy gì khả nghi không? Có gì bất thường không? Ronan vẫn lặp lại, Đêm nay sao quả sáng quá, sáng một cách bất thường. Lão Harris sốt ruột nhìn con nhân mã. Ừ, nhưng mà ta muốn nói những cái bất thường trên mặt đất kia, chúng mày không nhận thấy chuyện gì lạ hết hả? Một lần nữa, Ronan không dội trả lời ngay. Cuối cùng nó nói, khu rừng ẩn giấu nhiều bí mật. Có cái gì đó lục đục trong bụi cây đằng sau Ronan khiến bác Harris lại dơ cung lên. Nhưng đó chỉ là một con nhân mã nữa. Còn thứ hai này tóc đen, thân hình đen và trông quan dại hơn Ronan. Lão Harris lên tiếng. Chào Ben, khỏe không? Chào bác Harris. Tôi hy vọng bác cũng khỏe chứ. Tàn tàn. Này, ta cũng vừa mới hỏi Ronan. Chú mày có thấy điều gì bất thường trong rừng dạo gần đây Không có một con bạch kỳ mã bị thương. Chú mày có biết gì về chuyện đó không? Ben bước tới đứng cạnh Ronan, nó ngóc đầu nhìn trời. Rồi chỉ nói, đêm nay sao quả sáng quá? Lão Harris đổ quạo, ta nghe rồi. À, nếu ai trong các chú mày có thấy cái gì lạ thì báo cho ta biết ngang, chúng ta phải đi đây. Harry và Harmony theo lão Harris đi khỏi bãi đất trống. Tụi nó vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Ben và Ronan cho đến khi cây cối che khuất tầm nhìn lão Harry cấu kỉnh chẳng bao giờ mối được một câu trả lời thẳng thắn của bọn nhân mã cái bọn ngắm sao mắt dịch chẳng quan tâm đến cái gì gần hơn mặt trăng hết Hermione hỏi ở đây có nhiều nhân mã không bác ờ thì dài con nhưng hầu như chúng chỉ giao du trong giới của chúng mà thôi nếu ta muốn nói chuyện thì chúng cũng tự tế đối đáp thực ra chúng là những con nhân mã sâu sắc có đầu óc biết nhiều lắm đó nhưng mà chẳng chịu tiết lộ mấy harry hỏi ba cô nghĩ là cái tiếng động mà mình nghe lúc đầu đó cũng là của một con nhân mã không tiếng đó con nghe có giống tiếng gió ngựa không không con hỏi ta thì ta nói cho mà nghe ta nghĩ đó là kẻ đã giết mấy con bạch kỳ mã trước đây ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào giống như vậy họ tiếp tục đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp tối đen harry cứ lo lắng ngoái nhìn lại sau lưng nó có một cảm giác rờn rợn là đang bị theo dõi nó cũng mừng là còn có lão Harris và cây cung của lão bên cạnh. Nhưng cả bọn vừa đi qua một khúc quanh của con đường mòn, thì Harmony níu cánh tay lão Harris kêu lên. Bác Harris nhìn kia, tia sáng đỏ, mấy đứa kia bị nạn rồi. Lão Harris la lên, các cháu đợi ở đây nha, đứng nguyên trên lối đi, ta sẽ quay lại ngay. Harry và Harmony nghe tiếng lão Harris vẹt những lùm cây bưng bã đi cứu những đứa kia. Chúng đứng nhìn nhau, quá sợ hãi, đến nỗi chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng lá xào xạc chung quanh. Harmony thì thào, bạn có nghĩ là tụi nó bị sao rồi không? Hơi đâu mà lo cho thằng Manfoy. Nhưng nhưng nếu mà Neville bị chuyện gì thì, trời ơi nói nào ngay, chỉ tại chúng ta mà nó bị phạt. Từng phút một chậm chạp trôi qua, tai hai đứa nhõng lên, thính hơn thường ngày. Harry dường như nghe rõ âm thanh của từng làn gió thở, từng cành cây nhỏ rung cái gì đang xảy ra? Những người kia đang ở đâu? Cuối cùng, tiếng chân bước sàn sạc ẩm ỉ cho hay lão Harris đã trở về. Đi cùng với bác là Manfoy, Neville và fan Lão Harris đang nổi khùng. Hình như lúc nãy Manfoy đã núp sau lưng Neville rồi vô lấy thằng bé dẫn chơi, làm Neville quảng kinh hồn vía phát ngay tín hiệu kêu cứu. Lão Harris la lối. Tụi bay làm nhẵn xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa. Neville, cháu ở lại với nhóm Harmony và bác. Còn Harry thì đi với Fang và thằng đần kia. Lão nói nhỏ vô tay Harry. Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Manfoy khó mà hù dọa được. Mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi. Thế là Harry đi sâu vào rừng với Manfoy và Fang. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tích, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại. Trên rễ của một gốc cây có những vệt loang loáng như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang hoàng hoại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay Manfoy để ra hiệu dừng lại và thì thầm. Nhìn kia! Có cái gì trắng sáng ống mã trên mặt đất? Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ. Đó chính là một con bạch kỳ mã và đã chết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngã, bờ màu trắng, ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen. Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trường tới, làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động, rồi từ trong bóng tối, một bóng người trùm kính mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Harry, Manfoy và Fang đứng ngay ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới bên sát con bạch kỳ mã. Nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú và bắt đầu hút máu. Bỗng Manfoy thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như mũi tên. Con Fang cũng chạy nốt. Cái bóng trùm kính ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry. Máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía harry cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi thế rồi một cơn đau buốt mà harry chưa từng trải qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó đau như thể vết sẹo trên trán đang phát cháy hai mắt gần như bị mù harry giật lùi ra sau bỗng nghe như có tiếng gió ngựa dồn dập đằng sau phi nước đại và có cái gì đó phóng qua người harry lao thẳng vào cái bóng trùm kính cơn đau trong đầu harry kinh khủng đến nỗi nó không đứng được nữa Harry đổ gục xuống. Một hay hai phút trôi qua, khi nó ngước nhìn lên trên thì cái bóng trùm kính đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải là Ronan hay Ben. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng ống. Em có sao không? Con nhân mã đỡ Harry đứng lên ân cần hỏi. Harry chưa hoàng hồn hẳn. Dạ, cảm ơn. Chuyện đó là sao hả anh? Con nhân mã không trả lời, nó có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, xanh như ngọc sapphire, nó ngắm Harry thật kỹ, ánh mắt như dáng nhào vết thẹo hẳn rất rõ trên trán Harry. Con nhân mã nói: "Em là đứa con nhà Potter, em nên mau trở lại với bác Harry ngay, lúc này rừng không phải là nơi an toàn, đặc biệt đối với em. Em có biết cửa ngựa không? Để anh cổng em đi thì nhanh hơn." Con nhân mã quỳ hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry có thể trèo lên lưng. Rồi nó nói thêm. Anh tên là Ferenc. Thần linh có nhiều tiếng ngựa phi dùng dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Ben lướt qua những tàn cây bụi cỏ. Hông lường của họ phập phồng và nhẽ nhại mồ hôi. Ben hét như sấm nổ. Ferenc, em đang làm gì đó? Em cõng một con người trên lưng. Em không biết xấu hổ hả? Em biến thành một con la thồ tầm thường rồi sao? Ferenc đáp. Các anh không nhận ra ai đây sao? Đây là đứa con nhà Porter. Nó phải rời khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt. Ben cầu nhau. Em đã nói gì với nó? Florence hãy nhớ, chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao? Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng một giọng u ám. Anh chắc là Ferenc tin mình đang hành động vì điều gì đó tốt đẹp nhất. Ben bực dọc coi chân sau đá hậu. Vì điều tốt đẹp nhất, cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta. Nhưng mà chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri. Việc của chúng ta không phải là chạy loan quăng như những con lừa theo đuôi mấy con người đi lạc vào rừng. Florence bỗng giận dữ, chồm cao hai gió trước lên khiến Harry phải bám chặt vào dai nó mới không rơi xuống. Florence hét vào mặt Ben. Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Ben, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn nấu trong khu rừng này. Dân, nếu em phải làm điều gì đó, em sẽ cùng làm với con người. Và Florence quay ngoắt mình lại, mang theo Harry đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặt Ronan và Ben đứng đằng sau. Harry không hiểu chút xíu gì về chuyện đang diễn ra. Nó hỏi, tại sao anh Ben giận quá vậy? và anh cứu em thoát khỏi cái gì vậy florence giảm tốc độ chỉ còn đi thông thả thôi anh bảo harry hãy cúi đầu xuống để tránh những cành cây xà thấp nhưng anh không trả lời câu hỏi nào của harry cả hai đi xuyên qua rừng cây trong im lặng lâu đến nỗi harry nghĩ chắc là florence không thèm nói chuyện với nó nữa tuy nhiên lúc cả hai đi xuyên qua một khoảnh rừng đặc biệt um tùm cành lá thì florence đột ngột dừng lại harry potter em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không? Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói. Không, chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn độc dược. Florence nói, bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man, chỉ kẻ nào không còn gì để mất và muốn dành tất cả mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó được giữ mạng sống, dù cái chết đã cần kề trong gan tất, nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ chỉ để giữ lấy mạng sống của mình nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở một kiếp sống bị nguyền rủa kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã kia harry nhìn sững vào gáy của florence cái gáy óng ánh sắc bạc dưới trăng nó nói to lên điều thắc mắc trong lòng nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn. Ferenc đồng ý, đúng vậy. Trừ trường hợp hắn cần phải sống cượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác, một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực, một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không? Dĩ nhiên em biết hòn đá phù thủy, thuốc trường sinh, nhưng em không hiểu ai mà. Em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiêu năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à. Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim Harry. Nó bỗng nghe như vang lên đâu đó trên tán cây xào xạc kia những lời mà lão Harry đã nói với nó vào đêm đầu tiên hai người gặp gỡ. Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tổ quả nhập ma thôi. Ai biết hắn còn đủ chất người để chết hay không? Harry mở miệng nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Có phải anh muốn ám chỉ vốn. Harry, Harry, bạn có sao không? Harmony đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Harry hỗn hển chạy đằng sau cô bé. Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa. Tôi không sao, không sao. Con bạch kỳ mã chết rồi. Bác Harry ơi, nó nằm ở khoảng rừng thưa trong kia. Lão Harry vội lật đật đi kiểm tra con kỳ mã. Florence nói nhỏ với Harry. Anh em mình chia tay ở đây, bây giờ em an toàn rồi. Harry tuột khỏi lưng Ferenc, anh nói, chúc em may mắn Harry Potter. Trước đây cũng có chuyện các hành tinh bị giải đoán sai, cho dù là do chính các nhân mã giải. Anh hy vọng lần này cũng sai như vậy. Ferenc quay mình và phi nước kiệu vào chúng sâu thẳm của rừng, để lại Harry đứng đó run rẩy. Ron ngồi chờ những người bạn trở về, chờ mãi đến ngủ gục trong căn phòng sinh hoạt chung, nó ngủ mớ đang la hét chuyện phạm lỗi Quidditch gì đó Thì Harry lay nó dậy Chưa vậy chỉ vài giây sau là Ron tỉnh táo hẳn Trong mắt nhỗng tai nghe Harry và Hermione Kể lại những chuyện đã xảy ra trong khu rừng Harry không thể nào ngồi yên được Nó đi qua đi lại trước lò sưởi Vẫn còn run rẩy. Lão Snap muốn lấy hòn đá phù thủy cho Voldemort Voldemort đang chờ đợi trong khu rừng Vậy mà tụi mình cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu Ron thì thào với giọng kinh hoàng như thể sợ Voldemort có thể nghe được tụi nó vậy. Đừng nói cái tên đó ra. Nhưng Harry không nghe. Anh Ferenc cứu tôi, lẽ ra ảnh không được làm như vậy. Anh Ben giận lắm, ảnh nói như vậy là xen ngang vào điều mà các hành tinh đã tiên tri. Mấy hành tinh ấy chắc đã cho thấy trước, ắt là có ngày Voldemort sẽ trở lại. Anh Ben thì cho rằng, đáng ra anh Ferenc cứ nên để cho Voldemort giết tôi. Chắc là điều đó cũng được ghi trên các hành tinh. Ron lại suỵt, bồ làm ơn đừng có nói cái tên đó ra nữa. Harry tiếp tục, mặt mày đỏ ửng lên. Bây giờ tôi chỉ còn nước chờ đến lúc lão Snap đánh cắp được hòn đá và Voldemort để lấy mạng tôi. Chà, dạ, chắc là anh Ben khoái lắm. Harmony trông quảng sợ vô cùng, nhưng cô bé cũng cố nói vài lời an ủi. Harry, mọi người nói cụ Trumbodo là người duy nhất mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, kiên dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Dumbledore thì bạn không lo bị kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hãm hại. Dù sao đi nữa ai dám chắc tiên đoán của mấy con nhân mã là đúng. Tôi nghĩ bói ra ma quét nhà ra rác ấy mà. Với lại giáo sư Makunagol cũng vẫn hay nói rằng bói toán là chi ngành thiếu chính xác nhất trong các bộ môn pháp thuật. Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, ba đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, cổ họng sưng dù đau đớn nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ vẫn chưa kết thúc. Khi Harry kéo chăn trải giường ra, nó nhìn thấy tấm áo tăng hình của mình được ai đó xếp ngay ngắn gọn gàng trên nệm giường. Có một mẩu giấy cài trên áo ghi: Phòng khi cần.